Các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng nghe tiếp truyện ký 377 Kiếp Xe Huyền Thoại của tác giả Nguyễn Khắc Nguyệt, Facebook Nguyễn Khắc Nguyệt, nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Phần 16 Mặt đường đoạn này khá tốt lại thẳng nữa, nên vịnh tống số 3 rồi đạp hết chân dầu. Xe 377 lao băng băng vào khoảng bình nguyên trước mặt, như một con mãnh hổ sổng chuồng được về với núi rừng bao la và khoáng đạt. Mặc dù chấn động khá lớn, song lượng vẫn phát hiện được một chiếc M41 và đưa nó vào thị trường kính ngắm. Câu ước lượng khoảng cách từ mình đến nó chỉ khoảng 6-700 mét. Ý vào sức mạnh của mình, nó hung hãn xả từng loạt đại liên vào chân giải đồi phía Bắc, nơi loáng thoáng bóng chiến sĩ bộ binh của ta. Với khoảng cách này, nếu vừa chạy vừa bắn thì hiệu quả rất thấp. Nhớ lời trưởng xe dặn là phải tiết kiệm đạn nên lượng quyết định sẽ dùng phương pháp tạm dừng bắn. Quyết định như vậy rồi, cậu dằn giọng Lái xe, dừng lại. Đã hợp luyện với nhau nhiều rồi nên kiếp xe này rất hiểu nhau. Khi nghe lượng hô, vịnh đạp mạnh bàn bàn đạp ly hợp rồi để xe trôi tự do chừng vài mét mới kéo nhẹ hai cần lái. Chính lúc xe trôi tự do là lúc pháo khá êm và là thời cơ để pháo thủ lượng tinh chỉnh được ngắm. Vì vậy, khi hai băng xích vừa dừng hẳn chỉ một vài giây, lượng đã đưa được đầu ngắm vào giữ mục tiêu và bóp cỏ. Một bựng lửa màu da cam nháng lên ở đầu nòng. Kèm theo đó là một tiếng nổ dữ dội. Tiếng cái vỏ đạn rơi đánh soảng xuống sàn bùng chiến đấu. Khói thuốc phóng tràn ngập trong xe. Chưa đầy một giây sau, chiếc M41 đang hung hăng chạy, bỗng khựng lại như vấp phải một vật cản vô hình. Một làn khói đen bốc lên trên tháp pháo của nó. Ngay lập tức, Vịnh đẩy hai cần lái về phía trước, chiếc xe lại trồm lên. Phía bên kia, ái đã lấy được quả đạn xuyên thứ hai. Cậu ta lễ mễ đưa nó vào buồng đạn và lao mạnh về phía trước. Khóa nòng đóng phập một tiếng chắc nịch. Trong khi đó, Triển đang quay ụ trường xe để quan sát toàn cảnh chiến trường. Anh không khỏi lo lắng vì lực lượng địch quá mạnh. Cả phía trước, bên phải, bên trái xe anh đâu đâu cũng thấy xe tăng địch. Cái gần, cái xa, nhưng đều chỉ tầm nghìn mét trở lại. Lại còn rất nhiều bộ binh núp sau xe tăng nữa. Tất cả đều hùng hùng hổ hổ, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bằng con mắt một người chỉ huy đã từng tham gia chiến đấu ở đường 9 năm Lào, Triển nhận thấy ngoài chiếc xe M41 vừa bị tiêu diệt thì còn một chiếc ở đầu phía đông đường băng sân bay là gần nhất và nguy hiểm nhất với xe anh. Và hình như nó đã phát hiện ra sự có mặt của các anh nên đang quay pháo về phía này. Không chần chừ, Triển ấn nút chỉ thị mục tiêu, cái tháp pháo hơn chục tấn đột ngột tăng tốc lên tốc độ cao nhất, đưa nòng pháo về bên trái đang quay hộp điều khiển về phía bên phải, lại thấy pháo quay ngược hướng. Lượng biết ngay trường xe của mình đã cướp quyền điều khiển bằng chế độ chỉ mục tiêu nên buông tay chờ đợi. Pháo vừa ngừng quay, Lượng đã thấy một chiếc xe tăng M41 khác trong thị trường kính ngắm. Mọi thao tác của kiếp xe lại lặp lại và khi xe vừa dừng một chớp lửa nữa lại nháng lên, chiếc M41 ở đường băng lập tức bốc cháy tuy nhiên hai phát đạn pháo bắn gần như cấp tập cũng làm cho buồng chiến đấu mù mịt khói mặc dù quạt thông gió vẫn đang chạy hết tốc lực cổ họng triển thấy đắng nghét và khô không khóc anh mở khóa rồi hé cửa trường xe lên một tí làm gió cao nguyên lồng lộng bên ngoài nhanh chóng làm bớt khói trong xe sự xuất hiện như từ trên trời rơi xuống của một chiếc xe tăng mà chỉ với hai phát đạn trong vòng vài phút đã thiêu rụi hai chiếc xe tăng đồng loại có vẻ như làm cho đội hình xe tăng của địch quá bất ngờ. Chúng trùn lại và ngơ ngác trong giây lát. Tuy nhiên, có vẻ như đó cũng là những thiên thần mũ đen đầy kinh nghiệm trận mạc nên không có sự rối loạn nào xảy ra. Chúng lập tức thay đổi đội hình và mục tiêu đang dàn thành một hàng ngang truy kích các chiến sĩ bộ binh của ta không cần giấu giếm lực lượng không cần giấu giếm lực lượng nay đã nhanh chóng chuyển sang đội hình vòng cung mà tâm điểm chính là xe 377 chúng không nhân nhân nháo nháo chạy như trước nữa mà bắt đầu tìm những bụi cây và mô đất để giấu bớt đi cái thân hình lồ lộ vừa mới tác oai tác quái trước đó và mục tiêu chúng tìm diệt từ các chiến sĩ bộ binh đang vừa chống trả yếu ớt vừa rút lui đã được chuyển thành xe 377. Tất cả các họng pháo của chúng đều nhắm tới một mục tiêu chung. Đó chính là chiếc xe tăng đã bất ngờ xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Còn kỳ đà cản mũi bữa tiệc chiến thắng thịnh soạn đang được chúng ung dung nhấm nháp. Gần như cùng một lúc, hàng chục họng pháo 76 ly khạc lửa, những viên đạn xuyên, những viên đạn xuyên đỏ lừ tới tấp bay về phía xe 377. Sau hai phát đạn diệt hai xe M41, yếu tố bất ngờ của xe 377 đã mất đi và Triển biết rằng từ giây phút này trở đi, kiếp xe của mình sẽ phải đối mặt với một hiểm họa vô cùng lớn. Mặc dù có vỏ phép, có vỏ thép dày hơn, có pháo lớn hơn, song kẻ địch quá đông đang vây bọc lấy anh pháo của chúng dù nhỏ hơn kém uy lực hơn song nếu trúng chỗ hiểm yếu thì cũng đủ sát thương xe mình mãnh hổ nan địch quần hồ khôn ngoan, khôn ngoan nhất lúc này là tìm những địa vật có khả năng che đỡ cho mình và chớp thời cơ tung ra những cú đàn hiểm vì vậy ngay sau khi bắn diệt chiếc xe tăng thứ hai triển đã ra lệnh cho vịnh vịnh chú ý lợi dụng địa hình địa vật hạ thấp độ cao lượng có một xe ở bên phải rất gần. Lúc này xe 377 đã chạy ngang đến quãng giữa đường băng sân bay và coi như đã ở trung tâm cái bình nguyên đang sôi sùng sục đó. Tiếp đón nó là ba bốn quả đạn đỏ lừ sát sạt qua tháp pháo. Tuy nhiên có lẽ do xe 377 vẫn đang cơ động với tốc độ cao nên mấy viên đạn đều không trúng đích. Nhìn những viên đạn bay về phía mình, vịnh cảm nhận được mối hiểm nguy đang treo lơ lửng trên đầu anh và đồng đội. Vì vậy không chỉ tập trung vào tay lái mà anh còn rất chú ý tìm những địa vật thích hợp để có thể ẩn nấp. Nhưng thật là khó khăn. Có vẻ như để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho con đường và sân bay, quân địch đã san ủi và phát quang triệt để hai bên đường. Vịnh đã căng mắt nhìn mãi mà chẳng thấy có mô đất hay ổ mối nào khả dĩ có thể che đỡ được thân xác chiếc T-54 này. Vì vậy, đối sách của anh lúc này chỉ có thể là cơ động liên tục mà thôi. Cũng chính vì xe cứ liên tục cơ động nên phát thứ ba, lượng bắn không trúng mục tiêu. Cậu ta cầu nhau quát tướng lên trong ống nói, quê Vịnh, tôi hô rừng thì phải dừng chứ. Vẫn liên tục điều khiển xe, Vịnh bình tĩnh trả lời, biết rồi, dường như trời cũng thương người có tâm bên phải con đường có một đoạn rãnh thấp hẳn xuống so với mặt đường có vẻ như đó là vết tích nơi bọn địch đã ủi đất lên đắp đường ngồi cao hơn nên triển trông thấy trước anh bóc vội công tác liên lạc nội bộ vịnh bên phải đường có cái rãnh vịnh cũng đã nhìn thấy cái hõm đất quý giá ấy anh kéo mạnh cần lái bên phải chiếc xe rời bỏ con đường và lao về phía cái rãnh mặc dù không được như một công sự bắn chính quy song cái rãnh cũng đã hạ thấp được độ cao mục tiêu vài chục phân như thế cũng đã chán vạn lần hơn cái cảnh phơi toàn bộ thân mình trước họng pháo địch xe vừa tụt xuống rãnh thì hai viên đạn nữa vụt qua đầu cũng là lúc lượng bắt được mục tiêu cậu ta hô vịnh dừng xe bây giờ thì dừng được rồi vịnh đạp ly hợp rồi kéo hai cần lái lại xe vừa dừng hẳn đã thấy đạn nổ Vịnh lại thả hai cần lái ra ngay cho xe vọt lên đầu kia đoạn hào. Trách về bên phải và cách xe 377 chừng 600m, chiếc M41 thứ ba bùng cháy. Quay kính trường xe một vòng, triển quan sát thấy xung quanh xe mình, còn đến gần chục chiếc M41 đang lăm le, muốn ăn tươi nuốt sống xe anh. Về phía cánh bộ binh của sư đoàn 2... Sau khi xe 377 xuất hiện đã thoát khỏi sự nguy hiểm của đám xe tăng đang truy kích, họ đang cụm lại và củng cố trận địa phòng ngự ở chân giải đồi phía bên tay phải các anh. Tuy nhiên chừng như cũng đã hết đạn chống tăng nên sẽ không hỗ trợ được các anh bao nhiêu, mà nếu có còn thì tầm bắn của B40-B41 cũng chỉ 300-400m không thể với tới bọn chúng được. Triển hiểu kiếp xe của mình đang lâm vào một hoàn cảnh hết sức nguy cấp. Tất nhiên, với sức mạnh của mình, các anh có thể cầm cự thêm một lúc nữa, nhưng chắc chắn là hết sức khó khăn. Tuy lái xe vịnh đã đưa được xe xuống đoạn rãnh thấp, ven đường, song cũng chỉ hạ được chiều cao mục tiêu xuống một chút và vẫn chưa có gì đảm bảo cho nó an toàn tuyệt đối. Cần phải có sự chi viện càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy, Triển vừa ấn nút chỉ tiêu Vừa ấn nút chỉ mục tiêu vào một chiếc xe tăng gần nhất vừa bấm công tắc phát 77 gọi 0703 Xe đặt xe tăng địch rất nhiều Yêu cầu 0307 khẩn trương chi viện Nhận đủ trả lời Không đợi nghe trả lời Anh lại chuyển sang nội bộ Lượng khẩn trương bắn cái tôi vừa chỉ đi Mặc dù đã đưa được xe xuống cái rãnh ven đường Xong Vịnh biết sự đe dọa đối với xe mình vẫn còn nguyên nên anh vẫn phải liên tục cơ động bằng cách hết tiến lên lại lùi lại trong cái rãnh đó. Vì chiều dài cái rãnh chỉ độ 30 mét nên anh phải thao tác liên tục hết vào số 2 để tiến lên lại gài số lùi để lùi lại. Có lẽ nhờ vậy mà hàng chục viên đạn bắn tới đều hoặc là vụt qua tháp pháo hoặc là xẹt ngay trước mũi xe. Lúc này Lượng đã đưa được chiếc M41 gần nhất vào kính ngắm. Cậu đã biết ý đồ của Vịnh rồi, nên không cần hô lái xe dừng nữa, mà chờ đến khi Vịnh dừng xe sang số mới bóp cỏ. Khi xe vừa lùi đến đoạn cuối, đến cuối đoạn rãnh, trong lúc Vịnh đang gài số, thì Lượng chỉnh lại đường ngắm. Chiếc xe tăng thứ tư lập tức bốc cháy. Đúng lúc đó, trong tai nghe của triển vọng lên tiếng của chính trị viên hiến, 69 gọi 77, cố gắng giữ vững trận địa, bọn tớ đang lên, rất gần đến nơi rồi. 47. Ôi, thế là cuối cùng đồng đội cũng đã nghe được những lời kêu cứu của anh và họ đang đến. Có thế chứ, lính xe tăng có bao giờ bỏ nhau đâu. Một niềm phấn khích trào lên trong lòng triển, anh vội bóc công tắc nội bộ anh em mình cố gắng lên, các xe kia sắp đến rồi. Lượng có một cái bên rìa đường băng sân bay, bắn đi. Dường như câu nói của Triển đã tiếp thêm sức mạnh và sự phấn chấn cho kiếp xe, vì ngay sau đó Lượng đã bắn cháy chiếc xe thứ năm của địch. Cậu ta còn lầm nhầm rủa câu gì đó mà anh không nghe rõ. Còn ái thì đã nhanh tay vứt hết mấy cái vỏ đạn ra ngoài và gỡ xong quả đạn ở sườn xe bên phải đem cố định lên vành tháp pháo. Nhìn những viên đạn đỏ lừ, viên thì vọt qua đầu, viên thì cắm xuống đất, viên thì xẹt qua mũi xe. Vịnh phải thầm cảm ơn cái rãnh bên đường này. Nhờ nó cùng với chiến thuật cơ động liên tục đã giúp xe anh tránh được khối đạn của kẻ thù. Song Vịnh không nhờ không ngờ rằng hiểm họa đối với anh và đồng đội không chỉ đến từ những họng pháo xe tăng khi chiếc xe tăng thứ năm vừa bị bắn hạ, thì Vịnh đã vào được số 2. Anh thả bàn đạp ly hợp và tăng ga cho xe vọt lên phía trước. Vào đúng lúc xe đến đầu rãnh khi anh đang ra số 0 thì phát hiện một tên lính địch bất ngờ xuất hiện phía bên kia đường cách đầu xe anh chỉ chừng hơn trăm mét. Nó cũng lợi dụng bờ đường làm vật che chắn nên đã bí mật cơ động đến gần được các anh như vậy. Trên vai nó là một cái ống tròn đen xì. Vị biết đó là khẩu chống tăng M72. Và anh cũng biết có lẽ trong xe chỉ duy nhất anh nhìn thấy nó. Cả anh Triển và Lượng thì đều đang dán mắt vào kính ngắm đối phó với lũ xe tăng đông như ruồi kia. Ái thì loay hoay với đống đạn của cậu ta. Nếu có báo cho họ thì cũng phải chỉ là nó nằm ở chỗ nào họ mới hướng ống kính vào đó sụp tìm thì mới thấy. Không kịp nữa rồi tên địch đã nhổm lên cao hơn. Có vẻ như nó đang chỉnh đường kính ngắm chuẩn bị bóp cò. Vịnh đã ngoắc được cần số vào số lùi. Anh vội thả ly hợp rồi vừa giật cần lái bên phải vừa nhấn nút cò trên đầu cần lái. Chiếc xe dê đuôi sang phải hướng mũi súng về phía tên địch bên kia đường. Một loạt đạn thẳng căng từ khẩu súng máy phía trước vẽ thành một cây quạt lửa trước mũi xe. Đúng lúc ấy, cái ống tròn trên vai tên địch nháng lên một chớp lửa nhỏ. Vịnh nhìn thấy tên địch đổ gục xuống, nhưng rồi ngực anh như bị một nhát bố tạ nện vào. Vịnh cố sức, lấy hết sức đẩy cần lái về phía trước, nhưng bất lực. Anh gục xuống kính lái, cái động cơ hơn trăm năm, hơn năm trăm mã lực, chết lịm. Xe 377 dừng lại, băng xích bên phải, gách lên mép vãnh mặc dù đang chú tâm dán mắt vào kính ngắm và kính trưởng xe cả triển và lượng đều cảm thấy có một cái gì đó khác thường vừa tác động vào họ có vẻ như một luồng hơi nóng sực phả vào lồng ngực của họ thì phải nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh và họ không để ý đến nó nữa tuy nhiên có một cái mà họ không thể không để ý đó là việc động cơ xe tắt lịm và chiếc xe đã đột ngột dừng lại biết rằng dừng lại lúc này hết sức nguy hiểm nên triển vội bóc công tác nội bộ và hét lên trong ống nói vịnh cơ động đi chứ không thấy tiếng trả lời nhưng triển không kịp hỏi lại trong ống kính của anh vừa xuất hiện một chiếc xe tăng nữa sau lùm cây phía bên tay phải triển lại hét lượng xe tăng bên phải sau lùm cây ái đã nạp xong viên đạn mới vào nòng nghe giọng triển thất thanh như vậy cậu hiểu rằng sự việc rất nghiêm trọng vì vậy, cậu quyết định sẽ chui lên buồng lái xem vì lý do gì mà Vịnh lại để chết máy dừng xe. Co tấm thân lều nghèo trên mét bảy lại, ái khom người chui lên phía buồng lái. Thấy Vịnh, hai tay vẫn nắm chặt hai cần lái, nhưng lại gục đầu xuống kính lái. Ái vỗ mạnh vào vai anh và hét lên, anh Vịnh, anh làm sao thế? Không thấy Vịnh trả lời, ái dướn lên rồi kéo mạnh vai anh. Chợt, cậu sững lại thẳng thốt trong ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt qua cặp kính lái là một hình ảnh kinh hoàng mà cậu chưa bao giờ thấy cả lồng ngực vịnh bị phá toang ra chỉ còn là một đống bầy nhầy cậu vội chu lên buồng pháo hai và hồn hển hét không thành tiếng anh triển anh vịnh chết rồi trong lúc đó Lượng không quan tâm lắm đến chuyện xe chạy hay xe dừng Thậm chí xe dừng như thế này thì cậu ngắm bắn sẽ càng thuận lợi hơn Vì vậy khi nghe triển hô Lượng nhanh chóng bẻ hộp điều khiển sang phải và căng mắt dò tìm Đây rồi, đằng sau một lùm cây xùm xòa là cái tháp pháo chuồng gà không lẫn vào đâu được của thằng M41 Có vẻ như nòng pháo của nó cũng đang hướng về phía xe cậu Lượng chỉnh thật chính xác đầu ngắm vào nó Biết rằng đã có sẵn một viên đạn trong nòng nên cậu bình tĩnh nhấn nút cò. Một chớp lửa nháng lên trên đầu nòng pháo. Viên đạn vút đi. Chưa đầy một giây sau, chiếc xe M41 giấu mình sau lùm cây bốc cháy ngùn ngụt. Nhưng ngay lúc đó, một chớp lửa cũng nháng lên ngay phía trước lượng cùng với tiếng nổ trầm đục. Ngay lập tức, lượng đổ gục xuống hộp điều khiển. Quả đạn xuyên bắn trúng tháp pháo ngay phía trước vị trí ngồi của pháo thủ, đã ngay lập tức giết chết lượng. Mặc dù được thân pháo và các cơ cấu điều khiển của nó cũng như thân thể của pháo thủ lượng che chắn, song sóng nổ của nó cũng làm Triển và Ái bị choáng tức thời. Triển cũng biết rằng mình đã Triển cũng không biết rằng mình đã bị ngất đi bao nhiêu lâu, song khi vừa tỉnh lại, anh đã hiểu ngay là có một tên địch rất nguy hiểm ở phía bên trái xe anh chính nó đã vừa bắn trúng các anh. Vì vậy, triển giáng sức kéo lượng sang một bên, rồi cúi dạp người xuống, rúi mắt vào kính ngắm. Hai tay anh chộp vội hai nắm hộp điều khiển và vặn về bên trái. Chiếc cáp pháo 11 tấn quay chậm rề rề. Có lẽ do vướng thân người lượng nên triển chưa bẻ hết góc độ quay của hộp điều khiển thì phải. Nhưng anh đã kịp nhìn thấy ở phía cuối đường băng một chiếc M41 đang chạy về phía mình dường như nó đang hết sức tự mãn vì đã hạ sát được con cua sắt khổng lồ của việt cộng nên nó rất ngông nghênh và không thèm giấu mình như trước nữa cả thân hình của nó lồ lộ, lộ trong ống kính triển bình tĩnh chỉnh chính xác đường ngắm rồi lạnh lùng bóp cò một chớp nhiều, một chớp lửa nháng lên một chấm lửa đỏ rực bay vụt đi và cắm thật ngọt vào chính giữa cái mặt nhân nháo của nó. Chiếc M41 thứ sáu bùng cháy. Hết phần 16. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.